Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố vừa tổ chức hội nghị viên chức lao động năm 2024. Tính đến tháng 12 năm 2023, tập thể đơn vị có 186 viên chức người lao động, 100% gia nhập công đoàn và sinh hoạt ở 11 tổ công đoàn, trong đó nữ công đoàn viên là 120 người, chiếm tỷ lệ 64,5%. Với sự quan tâm hỗ trợ của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc Trung tâm, Công đoàn cơ sở Trung tâm đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Cùng với việc chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố giao. Hoạt động du lịch cơ bản được phục hồi. Các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, thư viện, truyền thanh truyền hình đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Trong năm 2023, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An đã tổ chức 440 buổi xuất hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, biểu diễn nghệ thuật cổ truyền, thực hiện 307 chương trình thời sự, 360 chương trình thông tin âm nhạc, 24 chương trình truyền hình. Hơn 7.500 lượt diễn viên, vận động viên, 115 lượt đơn vị tham gia các cuộc thi đấu thể thao, thu hút 3.300.000 lượt người tham gia dự xem. Đặc biệt, trung tâm đã đón và phục vụ 1.690.654 lượt khách tham quan, tăng 187,7% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu đạt trên 194 tỷ đồng, tăng trên 553% so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2023, đơn vị được Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam xếp vị thứ nhất, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp vị trí thứ ba khối Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình toàn tỉnh, khối các huyện đồng bằng. Năm 2024, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số 31 của Tỉnh ủy Quảng Nam về xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái văn hóa du lịch, tăng cường các hoạt động quảng bá xúc tiến kích cầu du lịch, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, xây dựng sản phẩm du lịch mới theo hướng phát triển bền vững gắn với thương hiệu du lịch xanh. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống, kết nối tổ chức các chương trình nghệ thuật hiện đại, nghiên cứu tham mưu các biện pháp tổ chức sự kiện lễ hội ngày càng mang tính chuyên nghiệp cao hơn. Trung tâm cũng tham mưu thực hiện kế hoạch chương trình hành động, thực hiện các sáng kiến đã cam kết khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại của thành phố, nghiên cứu giải pháp phát triển thể dục thể thao, đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới, phát động phong trào thi đua năm 2024, ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn, đồng thời tuyên dương khen thưởng nhiều cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2023.